场荡气的瑰丽，身份相当矜贵，眉头笑眼精雕金砌，使你着迷。行业历来做世，一句话即可得到一切，大能智慧气派绝世，绽放光辉。无缘想以心中美善看到世间美丽，自信想能目空一切，你眼睛看出真与伪，送我最深一世，路再弯两心依然默契。明天众星光灿烂，那似我心美丽，自信想能目空一切。伴你走纵千载百年，也会信守一世，爱到底似今坚决来世。Vì băng gia của đại đường nhà thổ phù, Kim gia nhất định phải chết. Lần này Phật Mã gặp chuyện, chắc chắn có kẻ gian hãm hại. Lê Mai Khả Hãn sẽ thành công mỹ mãn. Có phải người thổ phù luôn luôn hồ đồ như vậy, luôn an tàn vô lý như vậy không? Hồn lắm. Cái cô nhìn thấy là nhân từ đột khuyết, là ân giám ngọc tỷ của hiệp lợi Khả Hãn chúng tôi. Theo tin báo thuật lại, đội quân Lục Đông Tám hôm nay sẽ tới thổ phù. Tuyến đường chưa có thay đổi, sẽ khởi hành vào giờ Mùi, đi ngang An Hiệp, Sùng Nghiệp, Vĩnh Đàn, Đạo Đức, rồi ra từ cửa Minh Đức rời khỏi Trường An. Cửa tiệm hai bên tấp nập, bên đường còn có các khu buôn nhỏ, ba tánh qua lại dập dìu, ồn ào náo nhiệt. Chúng ta mai phục ở đây, đánh một đòn là trúng. Lục Đông Tán chết trong ranh giới đại đường, cổ hoàng đế khó chịu được lỗi lầm. Dù có thông minh tuyệt đỉnh tới đâu, lần này cũng không thể gỡ được cái cúc chết. Hơn nữa, chủ nhân có hai lá bùa hộ thân là Tam Công Chúa và Ngô Tứ Đức trong tay, lần này thật sự không có gì sơ suất. Là hai người đó từ xa vào lưới, đúng lúc dùng trong lúc cần thiết. Lần này cả ông trời cũng đứng về phía đột quyết chúng ta. Bẩm chủ nhân. Chuyện gì? Rõ ràng đã hẹn vào giờ ngọ, sao giờ này vẫn chưa thấy tới? Công chúa và Tứ Đức đi đâu rồi? Tại có phải là Ngân Bình cô nương không? Phải đó. Có người nhờ đệ đưa thư này cho tỷ. À, cảm ơn đệ. Hữu Duy, quê ở Dương Châu nghe được tin nói kinh thiếu gia A Mục phản quốc bị xử tội chết, có thật không vậy? Cả nhà sáu mạng, không ai sống sót. Là huynh hại chết Kim gia thôi. Cho dù huynh ở Trường An cũng vô dụng, cả công chúa cũng không cứu được, đừng nói là huynh. Mùi nghe huynh nói đi, tất cả là âm mưu của Đột Quyết. Đột Quyết? Âm mưu gì? Làm sao huynh lại biết liên quan gì tới Kim gia? Huynh là người Đột Quyết. Huynh đừng ăn nói bậy bạ, mùi không muốn nói đùa với huynh đâu. Vậy là đạo diễn là người Đột Quyết, máu đang chảy trong người huynh là máu người Đột Quyết. Không thể nào, huynh nói dối, huynh gạt muội. Ngân Bình, bình tĩnh lại đi. Huynh hẹn muội ra là muốn nhờ muội chăm sóc cho cha mẹ. Bây giờ thì huynh phải đi bẩm báo với hoàng thượng. Xem ra ngươi không còn cơ hội này. Ngươi là ai? Ta cũng là người Đột Quyết. Chủ nhân quả là đoán chuyện không sai. Biết ngươi tuy là người Đột Quyết nhưng mà không có lòng Đột Quyết, và hạ lệnh nếu ngươi trở về Trường An lập tức giết chết không tha để trừ hậu hoạn. Cẩn thận. Ngân Bình, là diễn đạo, ông muốn là phản hả? Hữu Duy là con trai của tôi, ông để tình chúng ta là bạn đồng lưu, cho nó con đường sống có được không?
Không được, chuyện này liên quan đến an nguy của nước nhà. Là lấy đạo của mình bảo đảm, nó tuyệt đối không tiết lộ chuyện này. Chỉ có kẻ chết mới có thể giữ bí mật. Chủ nhân có lệnh, Đinh Hữu Duy nhất định phải chết. Dương Mạnh, năm xưa tôi từng cứu mạng của ông, ông đã của tôi bỏ ân tình. Đúng vậy, mạng của Dương Mạnh này là do ông cứu lại. Chỉ cần tôi giết chết Đinh Hữu Duy, tôi sẽ tự tử đền mạng. Tôi sẽ không nhìn con mình chết mà không cứu nó. Vậy những tử sĩ phụ mệnh của thổ phiên làm loạn, những huynh đệ bao năm nay tử chiến xa trường thì sao? Đó không phải là mạng người à? Họ đáng phải chết sao? Nó tóm lại là thật ra nước nhà quan trọng hay là tình thân quan trọng? Thủ Dương chạy mau! Nước nhà và con, ta chọn con của ta. Cha, cha không sao chứ? Cha không sao chứ? Cha. Thủ Duy, cuối cùng con đã gọi ta một tiếng cha. Con là đứa con ngoan của La Diễn Đạo. Thổ phiên về rồi. Xe nào đi qua dạ, xe đó đâu đó là quá quá mà. Đại đường ta rất là có sĩ diện đó. Ơ trời ơi, nhiều quá. Nhiều lễ vật quá. Ngươi đã chết rồi sao? Trẫm là rồng giống loài người, có năng lực ba cái chết cho một người, đương nhiên có cách khiến cho người đó sống lại. Hoàng thượng anh minh, cái bẫy này giăng ra rất là tuyệt. Tổ phiên ta có một loại ma dược được làm bằng mật hoa đổ viên, chỉ cần hòa quyện vào rượu thì có thể khiến cơ bị co rút, hơi thở khó khăn, mạch đập yếu đi, vào trạng thái giả chết. Ta bắt kim nhà chết giả là muốn hung thủ tưởng ly gián thất bại, rồi trẫm giăng bẫy dù con đáng suốt đầu, thì ta kẻ giăng chính là chủ gia Kiệt ngươi. Chủ gia Kiệt là cái tên giả ta dùng để trà trộn vào đại đường. Tên thật của ta là Sứ La Sa Bạch, là cũ hoàng tử của Đồng Quyết xưa nay. Cậu quân của đại đường kia chết, bổ hoàng tử không sợ đâu. Bởi vì hôm nay khả hãn ta mất một đứa con, cổ hoàng đế ngươi sẽ mất một đứa con gái. Không phải là hai đứa con gái để lót xác ta. Người nói cái gì? Ta nói là
đứa con gái mà ngươi yêu thương nhất. Chiêu Dương và người mà ngươi xem là nghĩa nữ, Ngô Tứ Đức. Ngươi đã bắt họ, họ đang ở đâu? Nói mau. Ngươi thành thật khai nhận đi, có lẽ ta còn khoan hồng khai ân giữ mạng chó của ngươi. Ngươi hãy nói mau, ngươi đã giấu Chiêu Dương và Tứ Đức ở đâu? Ta đã giấu họ ở một nơi chết chắc, ở nơi đó thiếu nước thiếu lương thực, làm mồi cho chó dại xài lang, máu thịt tuôn rơi, chết không toàn thây. Ngươi còn không khai ra, ta bắt ngươi chết không toàn thây. Ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Muội đừng phí công nữa. Ngôi chùa này đã ở trên đỉnh núi cao, đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi, hiếm thấy được bóng người. Vậy chúng ta phải chết ở đây thật rồi. Hôm nay là thất đầu của Tam thiếu gia, đúng lúc có thể xuống gặp huynh ấy, không còn âm dương cách biệt nữa. Nếu bây giờ muội chết thì thật sự là âm dương cách biệt rồi. Thật ra thì Đa Thọ và mọi người không có chết. Trụ độc đó chỉ là ma dược thôi. Công chúa, nói thật hay đùa vậy? Ai nói cho tỷ biết? Là chính điện phụ hoàng nói với ta mà. Kính hoa rơi không phải vô tình rơi xuống đất, quỷ thành, đất sương. Tất cả những gì cẩm làm, chẳng qua cô chỉ muốn hộ hoa, muốn tiết hoa thôi. Chiêu Dương, thật ra rượu Kim Gia uống không phải là rượu độc, là ma dược đặc chế của thổ phiên, họ không có chết đâu. Phụ hoàng, tại sao vậy? Bởi vì Trẫm và Lộc sứ giả cảm thấy chuyện loạn đảng là có người cố tình sắp đặt, ý muốn gây hiềm khích để hai nước phân tranh, cho nên Trẫm mới gian bẫy dụ hắn xuất đầu chờ thời cơ bắt. Bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, Trẫm cũng biết bên cạnh kẻ nào là xài lang, kẻ nào là giả báo, cho nên mới buộc phải che giấu con để tránh bức dây động rừng. Chiêu Dương, con và phò mã vẫn có thể tương phục trên đường này qua. Cho nên công chúa đã phối hợp cùng hoàng thượng cố tình chữ lục đông tán ở ngoài phố, đều là đóng kịch cho mọi người xem. Ừ, bây giờ Kim gia thoát nạn, ngược lại chúng ta bị nhốt ở chỗ này thì khác gì âm dương cách biệt đâu. Công chúa và phò mã tình sâu như biển, muội cùng Tam thiếu gia cũng thật lòng yêu nhau. Muội tin ông trời sẽ không tàn nhẫn, quyết phải chia rẽ chúng ta đâu. Ông đã cho Kim gia chết đi sống lại thì nhất định sẽ cho chúng ta một con đường sống. Thủ Di mau nghĩ coi, lúc còn sống La đạo diễn có từng tiết lộ với đệ là người đột quyết có chỗ nào để giam giữ không? Chẳng hạn như Mật Thất, Biệt Quyển, còn không thì nhà tranh thôn quê, hang động, đại khái là những chỗ đó. Cũng không có thật mà, để chỉ biết qua viên của La Phủ có một cái mật thất thôi. Nhưng mà hoàng thượng đã phái người lật tung cả La Phủ và biệt viện của Vũ Văn Kiệt, cũng không tìm được công chúa và Tứ. Hey, thật là tên Vũ Văn Kiệt này đã giấu họ ở đâu mới được chứ. Đệ thật sự rất lo, một người thiếu nước và lương thực, chịu không tới 3 ngày. Hoàng thượng đã phái người đi tìm, cũng không có chút manh mối nào hết. Đáng ghét nhất là người đột quyết, chết cũng không chịu nói công chúa và Tứ đang ở đâu, thật sự không ai biết. Nội biết. Nội. Mẹ. Nội. Mẹ. Sao mẹ lại về đây? Nội. 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 Nội biết cái gì vậy? Nội biết Tứ và công chúa đang ở đâu à? Đương nhiên là nội biết rồi. Nội đi ngao du, các quan sai coi nội như là cướp, nhất quyết giải nội về. Họ nói cái gì cả nhà Kim gia tất cả bị xử trảm hết rồi. Ai ngờ đi một hồi là nói là điều tra không có gì cả, không bắt nội, ngược lại còn hộ tống nội trở về đây. Nhất định ba đứa Phúc Lộc Thọ không thấy nội cho nên buồn, kiếm người chọc nội thôi có phải không? Kiếm cớ bắt nội về chơi với các con có đúng không? Trong cung đêm tối ắt thấy trời, sau sự gian khổ quá mây khói. Làm người là phải an bình lạc đạo, không cần cưỡng mộ những người phú quý.
chỉ cần có thể ở bên công chúa, ngại gì là đêm tối tăm tịch dương hồng. Chuồn chuồn giấy mà thiếp thả, chặt lượm được sao? Mỗi lần ta thất bại trăn trở, thì ta lấy những lời hay này nhắc nhở bản thân mình, động viên mình. Thì ra từ trước đến nay, nàng là trụ cột trên tâm hồn của ta. Thì ra trong tư tưởng của chúng ta đã có sự liên kết từ lâu rồi. Đó gọi là duyên phận. Tu trăm kiếp mới đi cùng thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối. Nương tử, nàng phải ráng chống chọi, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Thiếp cũng không muốn bỏ cuộc đâu phò mã. Có điều chuyện tới nước này rồi, Chiêu Dương không còn lựa chọn nào khác. Số của Chiêu Dương đã tận, bắt phò mã chịu đựng nỗi đau mất vợ. Xin lỗi phò mã. Chuyện gửi thư tư vào chuồng chuồng. Phò mã ơi, kiếp sau nói tiếp duyên. Phò mã. Ta biết nàng ở đâu rồi. Ta biết nàng ở đâu rồi. Công chúa. Công chúa. Công chúa, nàng sao rồi? Nàng sao rồi công chúa? Dậy đi, mau dậy đi. Công chúa. Công chúa, là ta. Ta đến để cứu nàng. Mã, cuối cùng chàng tới rồi. Ừ. Chàng tới thì tốt rồi. Thiếp rất nhớ chàng. Phò mã. Công chúa, công chúa đang nằm mơ thôi. Ta biết chàng nhất định sẽ đến cứu ta. Công chúa, tỉnh lại đi mà. Chỉ là nằm mơ thôi. Phò mã. Công chúa. Tháng 9 hàng năm, ở đây đều có thể nhìn thấy chuồng chuồng giấy. Nhưng bây giờ một cái cũng không có. Đã là ngày thứ 3 rồi. Chiêu Dương, thật ra nàng đang ở đâu? Nàng từng hứa với ta là Quỳnh Hoa Lâu thượng tái tương phùng, Yên Vũ Đạo thượng tiếu xuân phong. Kim khẩu nàng đã mở, làm sao có thể nuốt lời được? Chiêu Dương, không thể. Không thể đâu. Bà ơi, bà có sao không? Tôi lên núi hái thuốc, đi không cẩn thận bị trật chân, đi không nổi nữa. Nhà của bà ở đâu vậy? Đó, qua khỏi hai ngọn núi này sẽ tới. Tôi nghĩ một lát nữa sẽ đi được. Nhưng mà còn ngồi nghỉ ngơi thì mặt trời sẽ xuống núi, trời tối đường sẽ khó đi lắm.
Hay làm vậy con sẽ cõng bà về. Thật hả? Thật à. Cảm ơn cậu trai trẻ nha. Đừng có sáo, cẩn thận nghe. Mọi khi ở khu này ít có người tới lắm. Hôm nay gặp được cậu thiệt là may mắn à. Ê, cậu sao rồi? Hả? Có mệt không? Có cần nghỉ ngơi không? À, không cần, không cần đâu. Qua khỏi dốc Sơn Dương này, quẹo qua là tới dốc Ngũ Lý. Đi khoảng nửa canh giờ nữa là tới à. Cậu trai trẻ, cậu tốt bụng như vậy, nhất định sẽ được hưởng phước. Chuồn chuồn giấy, chuồn chuồn giấy. Hả? Bà ơi, hả? Để con thả bà xuống nha. Cẩn thận. Là chuồn chuồn giấy của Chiêu Dương. Nhất định là Chiêu Dương thả rồi. Nếu như hôm nay gió thổi hướng đông nam thì có nghĩa là chuồn chuồn này từ phía tây bắc thổi tới. Chúng ta nên đi về hướng tây bắc tìm. Nhưng mà bây giờ là gió đông nam thì phải theo hướng đông nam mà tìm chứ. Vậy phương hướng của chúng ta sai hết rồi. Mùng 8 tháng 9 hàng năm, Chiêu Dương cũng đến tháp Thất Trùng để thả chuồn chuồn giấy. Con lượm được ở Thanh Phong Ám, vậy tức là gió thổi đông nam, không có sai đâu. Nhưng hôm nay không phải mùng 8. Huống chi là lỡ như, tức là lỡ như là gió không định hướng, vậy thì tính sao? Mình mong của chúng ta chỉ là mấy con chuồn chuồn giấy thôi. Bất sinh bất diệt, bất khẩu bất tịnh. Vô chi tướng, thành không cố vô tác tướng. Đoạn đoạn tục tục cũng không biết là ý gì. Thiện cố không trung, vô sắc vô thực. Vô thọ tưởng hành thất, vô nhãn nhị tỷ thiệt thân ý, vô sắc kinh thường dị xuất pháp, vô nhãn giới nải chí, vô ý tích đối đồng vô minh. Cái nội đang đọc lại gì vậy? Kinh Đại Minh Chú. Biểu tụi con thường xuyên đọc sách kinh mà lùi quá, không chịu nghe lời. Thì ra đây là kinh văn. Vậy tức là Chiêu Dương Tứ Đức có thể bị nhốt trong ngôi chùa. Biết là kinh thư gì cũng vô dụng thôi. Ngôi chùa nào cũng có thể có Đại Kinh Minh Chú. Cuốn nào cũng giống như nhau thôi. Không phải, cuốn này không có giống. Mọi người coi đi, loại giấy này vừa ố vừa dơ, mà trên giấy còn bị lủng lỗ. Lỗ này có thể đã bị mọt ăn, cũng có thể là bị chuột cắn. Vậy tức là sao? Đúng vậy, rất nhiều ngôi chùa đều có kinh thư, hơn nữa đều được giữ rất kỹ, không có cũ như vậy. Vậy có nghĩa là cuốn kinh thư này lâu rồi không có người coi tới. Vậy tức là bị chuột cắn rồi, bị mọt ăn, không ai để ý tới. Vậy tức là ngôi chùa này không có ai đến lễ Phật, cũng không có ai đến quản lý, cũng phải không? Vậy tức là ngôi chùa này phải bỏ hoang. Pháp Hoa Tự ở núi Thạch Lựu, từ khi xây chùa mới đến nay thì chùa cũ bị bỏ hoang. Rất có thể họ bị nhốt ở đó. Nội đã nói là nội biết mà. Công chúa Tư. Công chúa Chiêu Dương. Công chúa Chiêu Dương. Công chúa. Công chúa. Công chúa. Chiêu Dương tỉnh lại đi. Công chúa. Tỉnh lại đi. Công chúa. Đang đừng làm ta sợ. Công chúa. Công chúa. Tỉnh lại đi. Công chúa. Chiêu Dương tỉnh lại đi. Mở mắt ra đi Tư. Tư à, mùi đừng đi mà Tư. Này con sẽ chết đâu công chúa. Đừng mà công chúa. Tỉnh lại đi. Tư à, tỉnh lại đi. Trở về đi. Công chúa. Công chúa. Công chúa. Chiêu Dương. Công chúa. Công chúa. Công chúa tỉnh rồi. Có phản ứng rồi. Có phản ứng rồi. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Hay quá. Công chúa thấy sao rồi? Công chúa à, là ta nè. Phẩm hả? Công chúa. Không sao rồi. Không sao rồi. Không sao rồi. Tỉnh lại rồi. Công chúa. Tỉnh rồi. Có phải tiếp nằm mơ không? Nàng không phải nằm mơ đâu. Nàng không sao. Công chúa không sao rồi. Công chúa không sao rồi. Tứ tỉnh rồi kìa. Tứ. Tỉnh lại rồi. Tứ. Tứ. Tứ mùi tỉnh rồi hả? Tứ. Là huynh nè. Tứ. Đa thọ đi. Đa thọ đi. Nhất định là ảo giác rồi. Không phải là ảo giác, huynh là đa thọ đi. Mùi sợ coi. Mùi sợ coi.
không phải áo giáp. Phải rất ấm, rất mềm, là bánh đa thọ còn nóng hổi. Đang dậy rồi à? Phò mã. Cũng nhờ chuồn chuồn dẫn đường, ta mới tìm được Chiêu Dương nàng. Lúc tức thả chuồn chuồn, thật tình không nghĩ là chàng lượm được nó. Chuyện đời là vậy đó. Thật sự không đến phiên chúng ta nghĩ. Giống như lúc trước, Kim Đa Lộc này chưa bao giờ nghĩ là sẽ cưới công chúa nàng, sẽ làm phò mã. Ta càng không nghĩ là thì ra chuồn chuồn giấy mà 3 năm nay ta lượm toàn bộ đều do nàng thả. Ta không nghĩ là ta và nàng khó xa rời nhau. Ta càng không nghĩ là một ngày nào đó sẽ mất nàng. Nàng biết không, khi Vũ Văn Kiệt nói với ta là nàng thiếu nước, thiếu lương thực, chết rất thê thảm, trong lòng ta thật sự rất là đau đớn. Tiếp biết, thiếp từng tận mắt chứng kiến chàng bị trúng độc mà chết. Khi đến tiện phòng, thiếp thực sự tưởng mình là sẽ chết với chàng. Thiếp tưởng suốt đời suốt kiếp không thể gặp lại chàng nữa. Nói cho cùng, thiếp đã từng mất chàng 2 lần. Chàng cười gì vậy? Mỗi lần ta và nàng đấu nhau, người thua cũng sẽ là ta. Ta nhớ ta bị nàng trói ở Trà Lâu, ta lấy thất xuất bỏ nàng, nhưng nàng lấy tam bất khước không chịu đi. Rồi cuối cùng ta tuyệt đối mất đi, cũng không thể nói một lần hòa nhau. Mất đi người mình yêu thương, nỗi đau đó thực sự không phải là người khác có thể hiểu được đâu. Nếu như còn bị mất đi lần thứ 3, thứ 4 nữa, thiếp tha người chịu đựng đó là thiếp. Thiếp không đành lòng nhìn thấy chàng chịu nỗi đau này đâu. Đói bụng rồi. Cháo thập cẩm. Sai. Trong cháo có bỏ thêm 1 phần cải yến, 2 phần thịt bằm, 3 phần thành ý, 4 phần tình yêu. Ngon hơn là cháo thập cẩm rất nhiều. Là cháo phò mã. Này, trong này có bắp xay, lúa mạch, đậu phộng, đậu đỏ, đậu vàng, đậu trắng và nhiều thứ khác nữa. Mà trong số gạo tấm trong này là 7 phần gạo thơm, 2 phần gạo lứt, rồi thêm 1 phần gạo nếp. Không dùng nước giếng, dùng nước suối. Nhất định phải nấu sôi 3 lần, nên 3 lần, lần thứ 3 mới bỏ ớt vào. Miếng ớt nào cũng lớn cỡ như móng tay út. Cải yến tẩm bổ, ớt tăng thêm mùi vị, ăn thử xem. Ngon quá. Lần trước không thể tới, lần này bù lại. Lần đó mùi đợi mấy canh giờ, ngồi đến nay ra. Bánh thọ nông hội tới đây. Bánh thọ này là huynh cố tình kêu ông chủ Sậm thêm vào đó. Thấy cô cậu là khách quen nên tốn thêm chút công sức cũng không có sao hết. Từ từ ăn nghe. Làm phiền, làm phiền. Thực ra thì lần trước huynh đến là để định hôn ước với muội. Huynh còn mua miếng ngọc bội để làm tín vật nữa, nhưng mà đã bị người ta cướp mất. Cho nên hôm nay hẹn muội đến là để thực hiện chuyện mà hôm đó chưa thực hiện được. Tư à, muội có bằng lòng làm đương tử của Kim Đa Thọ huynh không? Nếu như muội bằng lòng thì lấy bánh thọ làm tín vật. Lần đầu tiên muội nghe là có người lấy bánh thọ làm tín vật hứa hôn á. Muội ngại à. Ngô Tư Đức này ở quê lên đây chỉ muốn 2 bữa cơm no bụng thôi. Bây giờ muội đã có bữa cơm no, còn có người đáng để tin cậy, muội còn còn mong gì nữa chứ. Nhưng nói đi thì phải nói lại, tính và hứa hôn không phải là lãng mạn một chút để có thể thường xuyên đem ra coi sao. Bánh ăn được thì không còn.
thì tính vật hứa hôn thật sự không thể chỉ có bánh thọ. Cái quá trường mệnh này và cái mùi ăn bánh nắng được giống hệt nhau đó. Kiểu thì giống hệt nhau, nhưng mà thủ công tinh xảo hơn nhiều. Là huynh lấy vàng rồng đủ độ thuần, chính tay làm ra, tượng trưng cho tình cảm huynh đối với muội mãi mãi không thay đổi. Cái bánh thọ này đúng là ý nghĩa sâu xa. Cái cách này tuy rằng cổ hủ ơi là cổ hủ, nhưng mà muội rất thích, muội rất thích. Tôi thành công rồi, thành công rồi. Ta đã tìm cho con Thẩm Lạc Cường, đại công tử của tiệm vải Đức Long. Cậu ấy có vẻ rất tài ba, bảnh bao, lịch lãm. Đặc biệt nổi tiếng là vẽ tranh rất đẹp. Tài hoa của cậu ấy hơn người, có thể lấy được đó. Nhị phu nhân, bà kêu con tới chính là muốn mai mối cho con. Ừ, con và Chiêu Dương tình như tỉ muội, ta coi con như là con cháu trong nhà. Thấy con và Hữu Duy không ngó ngàng nhau, ta cũng thấy buồn lắm. Con rất ghét người đột quyết, thật sự không thể nào làm phu thê với Hữu Duy. Ta biết cha của Hữu Duy mới ở Dương Châu về, ta giúp con hẹn họ đến đây hủy bỏ hôn ước. Con cứ việc để cho ta nói giùm cho. Trời ơi, xem chú tới trễ một bước rồi. Tưởng tỷ tỷ tốt quá, bày tiệc mời chúng tôi thì ra là muốn lừa chúng tôi ha. Vậy thì hai người ngồi xuống nghe tôi nói đi. Được. Nè, tôi nói cho tỷ biết nha, con dâu tương lai của tôi không thể coi mắt, nó và Hữu Duy khó xa rời nhau. Là bà con với nhau, rõ ràng là muốn ăn cướp mà. Nhưng mà dù sao Hữu Duy cũng là người đột quyết, làm bạn đời khó chấp nhận lắm. Đã chung tình với nhau, tỷ làm sao biết là không thể. Tỷ nhàn rỗi quá, hay là uống nhầm rượu độc đã bị hư não rồi. Người đột quyết bản tính hung tàn, hiếu dũng độc ác, không có nhân tâm, sao mà làm phu quân được. Hữu Duy không phải hạng người này. Quân ấy lớn lên ở trung thổ, có tình với phụ mẫu, có nghĩa với bằng hữu. Quân ấy biết trung quân ái quốc. Hữu Duy không có giống những người đột quyết. Vậy thì tốt quá. Rồi đó. Đó. Tôi đã nói là Ngân Bình sẽ không ngại Hữu Duy là người đột quyết mà. Có phải không? Phải rồi. Mọi người thông đồng với nhau. Phải đó. Ngân Bình. Hữu Duy. Có thật là mùi có thể bỏ xuống không ngại không? Đại đường cũng có thể có tập phỉ cường đạo. Đột quyết cũng có thể có người tốt. Không thể lấy chủng tộc phân biệt tốt xấu. Vậy tức là mùi chịu lấy huynh. Chịu. Cảm ơn cô. Ừ. Trời ơi, nè, khỏi cảm ơn cha và mẹ sao? Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Ngoan rồi. Một sợi dạng tử thiên tôn, sớm sanh quý tử, sống tới đầu bạc ba năm hai đứa. Nè, đã đeo dạng tử thiên tôn thì mẹ muốn sớm được bồng cháu nha. Đã sanh ra sanh tới cùng 80 đứa, đến tài dương này cũng nuôi nổi nữa. Tốt. Lúc thiếp về làm dâu cũng đâu có. Tiểu Ngọc, làm sao lại thiếu phần của con được chứ? Kim gia chúng ta không có gì nhiều, nhiều nhất chính là vàng. Hey. Con cảm ơn nhị nương. Ngoan ngoan ngoan. Đẹp quá ha. Thái sử lệnh tới. Tam công chúa, phò mã gia, vị phu nhân và mọi người. Chào thái sử lệnh. Hoàng thượng có lệnh sai di thần mang tặng 3 phần lễ vật, cung chúc 3 đôi tân nhân. Chúc mọi người kim điệp tình thâm, chấp tử chi hữu, giữ tử gia lão. Thảo dân cảm tạ hàm ý của hoàng thượng. Làm phiền thái sử lệnh chuyển lời. Sở dĩ bốc nhất bốc đề có ngày hôm nay đều là nhờ tam công chúa đề cử, từ một thường dân có thể trở thành thái sử lệnh của đại đường. Từ đó ông đã bói được kim gia vốn gia thế hiện hết đại phú đại quý. Mà còn nói kim gia chúng tôi quá rủi thành lành, tuyệt đối sẽ không gặp quả oan uổng. Thần cơ dự toán, chức thái sử lệnh này ông xứng đáng làm mà. Tôn và công chúa đã từng làm lễ nghĩa tuyệt, nay hoàng thượng lại ban hôn, quả nhiên ứng nghiệm công của huynh. Kim Na Lộc tôi một thê lại một thê, số đã an bài có 2 thê. Có điều không ngờ là 2 thê cũng có 1 người thôi. Đúng là chính xác, nhưng có 1 chuyện còn chưa ứng nghiệm đó, là ông nói Đa Lộc phải cùng thê phòng thứ 2 mới có số còn cháu. Ôi trời ơi, nhất định là sắp xỉu rồi. Không phải tôi à?
là công chúa đó. Công chúa sao vậy? Có chuyện gì vậy? Mau đi tìm Mạch Đại Phu đi. Ta gọi đi, ta không sao đâu. Không được đâu, lỡ như phụng thể có gì chúng tôi gánh giác không nổi đâu. Công chúa thấy ở đâu không khỏe vậy? Sáng nay thì bắt đầu buồn nôn ói mửa rồi, nhưng mà điều này cũng rất bình thường thôi. Hả? Không phải chứ, ói mà cũng nói là bình thường. Chiêu Dương à, không lẽ là con? Dạ phải đó mẹ. Nói rồi mà, bóng chứng bóng thần cơ diệu toán, mọi người phải tin thôi. Tại đó cậu tinh thần kim gia. Tinh thần kim gia, người ở lớn hơn quan, con cháu sang nhiều hơn người, phúc lộc con cháu vui vẻ hạnh phúc sống ba nhà. Đánh trống gõ kẽn hòa nhịp tặng vàng, thật vui vẻ không bằng thành tâm như vàng. Nhà rộng sân vườn rộng, năm năm sau rộng rãi, trời cao đất lại rộng, không bằng cột nhà ta lớn. Trời ơi đại muội, trời ơi con giữ nhị muội lại đừng để nó chạy lung tung vậy. Nhị muội à, con phải coi chừng đại ma tiểu ma chứ, nó như con khỉ xúc dây nhảy lung tung kìa. Trời ơi, đại ma tiểu ma cha xin các con mà. Trời ơi đại muội nhị muội đừng chạy mà bị lại bây giờ. Đại ma tiểu ma xin các con ngừng bắt đại muội nhị muội đi. Trời ơi nè, ngừng. Bốn đứa qua già lập tức đứng im. Để tắm cho. Chỉ có Tiểu Ngọc nàng la lên, đám khỉ con này nó mới biết sợ. Cũng tại chàng mặt tròn tai vẩn, các con mang hiếp chàng, chàng nhảy lung tung thôi. Hey, con trai, đợi con lớn khôn rồi đến chừng đó khí dương cương nhiều hơn thì cha có thể nở mặt nở mày. Còn đứa con này nữa. Ôi trời ơi, đại muội, con nắm tay nhiều muội đừng để nó chạy lung tung nha con. Đi được chưa vậy? Trễ giờ rồi phải đi đó. Mau lên. Bắt người ta đợi thì ngại lắm đó. Dạ tới liền. Nữ tử cẩn thận đó. Cẩn thận nha Ngân Bình, từ từ. Mẹ à, chúng ta vẫn như vậy đi mừng thọ biểu đệ, liệu có khoa trương quá không? Người ta cảm thấy kiêu ngạo đó. Dạ phải, có khi nào hơn hẳn người ta thấy ngại quá, cảm thấy có lỗi. Không đâu. Khắp thành Trường An này ai cũng biết tinh thần đinh gia của chúng ta mà. Đoàn kết đồng tâm, y phục tiệp màu, ra đường sẽ không làm mất mặt người ta. Sau này mua giải mai đồ cũng phải một kiểu sáo bộ, khí thế dũng mãnh để người ta ngưỡng mộ đó. Coi nó thấy ghét chưa, càng lớn càng giống nương tử đó. Mừng thọ phải tặng trái đào vàng, luôn luôn trẻ trung sẽ không già. Ngày đầu tiên giám kim hiệu khai trương, náo nhiệt hơn giám kim hiệu lần trước. Thật sự là rất náo nhiệt. Trái đào vàng là thọ giữ kim tệ, cúng cơm vàng là luôn luôn đầy ắp, khách họ đều thích lấy cái ý tốt. Các con còn nói nữa sao? Lễ tất là phải đến miếu hội để chung vui rồi. Đa phúc đa lộc đang đợi chúng ta đó, đừng có tới trễ nghe chưa. Biết không, lần đầu tiên mẹ và cha gặp nhau chính là ở miếu hội thất tịch này đó. Vậy hả? Là thế nào? Là ông trời dẫn đường, cha mẹ gặp nhau ở thất tịch, đố câu đố ở miếu Nguyệt Lão, truyền tình ý. Cha của con tài qua tràng đầy, mẹ âm thầm cho tấm lòng, sau đó chèo thuyền trên hồ, thề ước với trăng. Lúc phải xa nhau, ta đã ngâm bài thơ, chàng làm bàn thạch. Tiếp là bồ di dai như tơ. Bàn thạch không chuyển dời. Hoa hồng nở, gió nhẹ đưa đến, bay đến nhà ta, đến với nó, đem lòng yêu thương. Những con chuồn chuồn hoài niệm trông chờ như khờ dại, vừa yêu vừa nhớ như kẻ si. Nếu bạn không vui, xin hãy nhớ rằng mỗi từ trong câu thơ, nếu rời xa, hãy kéo lại gần nhau. Phúc đến nhà ta, tình bền như vàng, mãi không thay đổi. Những con chuồn chuồn hoài niệm trông chờ như khờ dại, vừa yêu vừa nhớ như kẻ si. Nếu bạn không vui, xin
xin hãy nhớ rằng thật không ngờ tình duyên chuồn chuồn của chúng ta qua sự truyền tụng trở thành phong tục nhất thời. Qua nhiều năm vẫn chưa phai, thật sự là tình trường. Điêu Dân, chuồn chuồn giấy là ta chụp trước mà. Vậy thì huynh tặng cho muội. Cảm thấy hơi thích huynh rồi đó. Lấy chuồn chuồn giấy làm ký hiệu nha. Con ơi, đi thôi. Dạ, thưa mẹ. Chúng ta có sự liên kết mà ông trời đã định. Muội sẽ tìm huynh. Cùng ca hát, cùng chúc mừng, cùng đến tụ hội, đừng chậm trễ. Nắm tay nhau cùng hòa nhịp, con cháu đầy đàn cười. Ha ha. Chào bà nội, bà, chào bà mẹ. Cô ngoan ngoan, chị ca như tổ ngoan lắm. Tỷ Thúy Trân Châu cũng không đổi được viên ngọc sáng trong tay. Món vàng món bạc cũng không mua được già trẻ bình an. Lời hay khuyến thế của Đà Lộc hợp thời quá. Chuồn chuồn thất tịch thêm vui mừng. Chúng ta người đồng thế mạnh, có con có cái. Bào ngư cải yến cũng không bằng miệng lưu tươi cười. Áo gấm tô điểm cũng không bằng cơm trắng giải thô. Đàn sáo gấp vui cũng không bằng lòng biết thỏa mãn. Dẫn qua suôn sẻ cũng không bằng thê hiền tử hiếu. Giao trì tiên tử cũng không bằng ta xung phong đắc ý. Chuồn chuồn điện trời truyền tâm ý, mọi nhà tỉnh táo người đắc ý. Tóm lại tinh thần kim gia hóa thành muôn ngàn lời nói. Mọi người nói có phải là rất có ý nghĩa không? Vậy thì tinh thần kim gia sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tinh thần kim gia sẵn lòng giúp người, không phân gần xa, tương thân tương ái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.